Xin chào tất cả các bạn, mình là Blue Horizon và hôm nay mình sẽ nói về setting trong FL Studio. Khi mà vào phần setting á, để mà mở setting lên thì chúng ta có thể vào option. Đây, chúng ta bật audio setting lên. Thì đây là cái phần setting chính mà chúng ta sẽ sử dụng để điều chỉnh cho phù hợp với lại cái máy của chúng ta. Đầu tiên, về cái phần device này hay còn có tên gọi khác là sao card. Chúng ta hãy sử dụng cái FL Studio ISO ở đây. Hoặc các bạn có thể sử dụng bất kỳ cái sao card nào mà các bạn có, sao card Focusrite hay cái gì đấy. Nếu như các bạn thích thì các bạn có thể sử dụng ISO 4 All như thế này. Các bạn thấy là khi mình nhấn vào nó đã lát một tí và nó đã đổi qua ISO 4 All. Thì ISO 4 All này nó là một cái sao card xài chung với lại cái máy tính của chúng ta. Có nghĩa là nếu mà chúng ta bật FL Studio, chúng ta bật YouTube thì YouTube sẽ không nghe được ha. Để mà tránh cái trường hợp này thì các bạn nhấn vào chữ Auto Close ở đây. Nói chung là khi mà xài ISO 4 All á thì chúng ta hãy bật Auto Close lên như thế này. Nếu mà các bạn thấy phiền phức thì cứ xài FL Studio ISO như bình thường là ok. Rồi, tiếp theo đến cái phần Sample Ray. Thì Sample Ray các bạn lưu ý là chúng ta nên để 48.000 hoặc là 44.100. Nhưng mà tiêu chuẩn của ngành là 48.000, cho nên mình khuyên các bạn để số này ha. Các bạn đừng có mở lên quá cao, vì mở lên quá cao máy của chúng ta sẽ không chạy nổi ha. Và nếu mà CPU của bạn rất là mạnh thì chúng ta có thể mở lên 88.200 hoặc thậm chí là 96.000. Nhưng mà đấy là trong trường hợp CPU ví dụ như i7 đời 10 hay là trở lên thì chúng ta mới nên bật cái đấy, còn không thì để như vậy là phù hợp. Rồi nói đến cái buffer length. Cái buffer length này có nghĩa là đó là cái thời gian từ lúc mà chúng ta bấm vào cái đàn MIDI hay là từ lúc mà chúng ta bấm vào cái bàn phím để mà đánh lên FL Studio á, nó sẽ nhận tín hiệu và nó tạo nên cái âm thanh. Ví dụ như mình có thể mình bật FL Key lên thì các bạn có thể thấy nếu mà mình nhấn một nút ở đây thì đấy là cái thời gian cái tín hiệu chạy từ bàn phím tới cái FL Key. Cái con số này càng cao có nghĩa là nó nhận tín hiệu càng chậm thì máy của chúng ta sẽ xử lý được nhanh hơn những cái phần khác. Nếu như các bạn xài MIDI á thì cái này bắt buộc các bạn phải để số rất là nhỏ, thường là 512 hoặc là ít hơn. Nhưng mà nếu mà các bạn không xài MIDI và các bạn chỉ mới bắt đầu làm nhạc, các bạn không biết cái đàn MIDI là cái gì, hoặc là các bạn cũng không có sao card để mà xử lý được cái này, chúng ta nên để nó tối đa là 2048, nó sẽ chắc ăn hơn. Ok. Rồi, cái mix in buffer switch và triple buffer này thì các bạn cứ thử bật và tắt tùy theo cái máy mà nó có thể nhanh hơn hoặc chậm hơn. Chúng ta hãy có một cái project, ví dụ các bạn tải FLP trên mạng về và các bạn chạy thử, hoặc là các bạn làm nhạc các bạn chạy thử xem là cái cách nào thì nó tiết kiệm CPU với lại RAM hơn. Ok, đó là về mix in buffer switch và triple buffer. Tiếp theo, cái quan trọng nữa mà chúng ta phải để ý á, đó chính là Multi-thread Generator Processing và Multi-thread Mixer Processing. Mấy cái này á, Multi-thread có nghĩa là nhiều nhân nhiều luồng. Nếu mà các bạn mở cái này lên, nó sẽ sử dụng nhiều nhân nhiều luồng trong cái CPU của các bạn. Nhân với luồng là gì thì để mình bật Tab Manager lên. Đây là cái máy của mình ha. Thì nhân với luồng như các bạn có thể thấy ở đây, đó chính là cái chữ Core và cái chữ Logical Processor. Như các bạn thấy ở đây là nó đang hiện lên là 20 luồng, nó đang chạy ở đây. Để làm nhạc á, thì thực chất nhân với luồng có quá nhiều thì nó cũng không hẳn là tốt, mà chúng ta nên có khoảng chừng 4 nhân 8 luồng trở lên. Và quan trọng nhất là cái tốc độ GHz ở đây này các bạn. Ví dụ máy mình là 2.30 thì nó sẽ không nhanh lắm ha. Nhưng mà nếu máy các bạn có cái CPU i7 đời 8 trở lên thì làm nhạc rất là tuyệt vời. Do là cái số này nó có thể trên 4 GHz thì làm nhạc nó sẽ hiệu quả hơn. Và cái cuối cùng đó chính là resampling quality. Resampling quality này thì thường mình sẽ để cái mức độ cao nhất ở đây. Nhưng mà nếu các bạn thấy máy các bạn chậm thì các bạn có thể để xuống 64 hoặc 32. Để xuống thấp nữa thì mình không chắc là nó có được đủ tốt hay không. Nhưng mà nói chung là các bạn cứ sử dụng mà từ 32 trở lên thôi, để đảm bảo là khi mà chúng ta xuất nhạc ra thì cái file nhạc của chúng ta nó hoàn chỉnh và nó không có bị mất âm thanh.
Rồi, và đây là video mình nói về cái phần setting. Một video nhỏ và rất đơn giản thôi. Hy vọng nó giúp các bạn trong quá trình làm nhạc. Mình là Blue Horizon. Nếu các bạn thích video thì hãy like, chia sẻ và bấm nút chuông thông báo. Chúc các bạn một ngày tốt lành.